nhạc gửi hôm nay. Mở đầu cho chương trình quà tặng âm nhạc, tân tâm được kính mời tất cả quý vị cùng đến với tiếng hát qua sự thể hiện và trình bày của bài em Hoài Thơ, đại diện bên phía dịch vụ phòng cưới Huỳnh Hoài, mảnh đất quê hương Kỳ Sơn thân yêu, sẽ bước lên phía trên để hoài phúc có những giai điệu đầu tiên chúc cho cô dâu và chú rể trong ngày vui đám cưới. Tân tâm được kính mời cháu. Nhận đó là nỗi buồn mẹ tối.